rồi, đi đi Nam. Đẹp không? Con đi từ từ thôi, đợi ba mẹ với. Ở đây sao Nam, Nam phát biểu cảm ơn rồi. Wow, đẹp quá, nãy con tưởng nói. Con coi coi có con nào leo lên được không? Đừng có làm vậy. Mẹ ơi mẹ. Đừng có làm vậy. Nắm kéo đồ của mẹ. Mẹ ơi mẹ. Đi từ từ đi, rồi mẹ coi. Mẹ. Trong đây có gì trong bụng con người lớn nè. Có con ngựa nhỏ. Không có con ngựa nhỏ vậy. Có con ngựa nhỏ coi trong con ngựa lớn. Nào muốn chanh muối không? Chanh muối không? Chắc là có con ngựa nhỏ đó, phải không? Có con ngựa bé. Có con ngựa con. Con ngựa con. Vậy Nam suy nghĩ về có cái gì trong đó. Có con ngựa nhỏ đó. Nam ơi, Nam biết cái này gì không? Con ngựa nhỏ nó lớn như vậy mẹ. Con ngựa nhỏ nó lớn như vậy. Kìa Nam, nhìn cái nhà rông bên đó là đẹp không? Đẹp. Đi. Đây, đường này này. Hả? Triển lãm văn hóa Tây Nguyên. Nam, đi đường này này. Con, đường này nè, có cầu thang nè. Con hỏi ông ơi, con có lên đó được không? Con có lên tham quan được không? Lên tham quan đi. Đi cẩn thận. Cầu thang này khó đi nha.
sạch quá Nam ơi. Mấy cái này là dụng cụ đựng nước đó thôi. Kìa. Ngươi người ta đeo là Nam. Giống như cái ba lô nữa. Ở mình đeo là ba lô, còn ở trên văn phòng người ta đeo cái này nè. Cái đó là đàn ống tre bơi. Người có ghi nè. Ống tre. Nam ơi, người ta có ghi là không đụng vào hiện vật. Rồi vậy con không đụng vô. Nè cái mặt người kìa, đúng không? Không có đụng vô, không có đụng vô của ông. Ông la đó. Không. Không thờ la, đèn ống tre. Đừng con Nam, cái này là cái yên ngựa nè. Yên ngựa hồi xưa nè. Cái này làm gì vậy? Mày nghĩ cái này để mút cá. Con đừng có làm vậy, con nhẹ tay thôi. Để mút Nam, cá. Cái bản đầu dê nè Nam. Kìa, cái đầu con dê kìa, lại đó coi. Wow, đẹp quá. Cái đó người ta làm khô lại rồi đó con. Dê đó. Đừng con, cái đó không được đụng vào. No. Không, không có đụng vô con. Ông la đó. Đi ra ngoài đi.